Xin kính chào quý cô chú anh chị, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Độc Lạ Sâm Sơn. Hôm nay là một video tiếp theo, anh em đi quay lại khung cảnh của bà con vùng ven biển Sâm Sơn, trải dài từ Quảng Vinh trải thẳng vào Tiên Trang. Bãi biển này là ít có người tắm, thì khu vực này hầu như là người dân thì sáng sớm nay nước biển xuống thì cái bãi cát trải rất là dài luôn, thì mọi người đang tập trung đi bắt ngao, sò, phi, ốc, bông thua ở sâm biển ấy, cực kỳ đông luôn đó mọi người. Thì mọi người nhìn thấy cái bãi biển nên chạy dài hàng gần 5-6 cây số. Thì người dân cứ rải rác ở ngay cái mép bờ sóng đó để bắt ngao. Cái cách thức bắt ngao độc đáo như nào thì mọi người cũng xem nha. Cái bắt ngao và phi này nó cực kỳ khó, dành những người biết bắt cơ, quen thuộc thì mới bắt được, còn không bình thường thì không ai biết để biết cách bắt được. Thì nhìn xuống dưới nước này, xong người ta ngồi xuống hoặc là nhìn cái nước của con ngao, con phi nó có cái vòi của nó phụt nước lên từ dưới cát lên, phụt khoảng độ tầm cỡ 1-2 phân thôi, nhưng mà nhìn tinh cơ, phụt chỉ còn cái 1 hoặc 2 cái thôi. Đấy, người dân thì đang đổ xô ra đây đi bắt rất đông luôn mọi người. Đây là cái khu vực đa phần là bến tàu thuyền nhỏ, những cái thuyền đánh cá đánh lưới ấy, nhỏ về đây đậu. Người dân sáng sớm ra, khi nào mà nước xuống thì người ta mới ra đây tập trung đi bắt, cực kỳ ít luôn. Đấy, khung cảnh người dân bắt rất là nhộn nhịp vào sáng sớm, vì trong vòng một tháng có thể là nước xuống vào ban ngày hoặc cái tầm giờ như này này, giờ đẹp thì người ta chỉ xuống ít lắm. Hôm nay hai anh em tiện thể mua luôn cây mía đấy mọi người, mua cây mía rồi đi thọc để kiếm lỗ phi đó, thì tiện để tí nữa ăn mía luôn, nào khát nước là tiện là ăn mía luôn, bắt phi đây. Tên Hùng dùng bằng cây mía để thọc. Đây. Đây. Lâu lắm rồi bà con ơi. Lâu rồi vì bắt được con phi. Lâu lại vì được đi bắt phi đấy mọi người, vì cái nước nó xuống đấy. Đấy, mọi người nhìn thấy phi này. Bắt phi bằng cái mía. Đây lâu lỗ đấy, đúng rồi. Lâu lắm rồi vì được đi bắt phi đấy mọi người. Phải. Anh thấy cái lỗ nó mà. Đây một con phi. Quá đã. Hôm nay có phi ấy mọi người. Lâu lâu rồi mới bắt được một hôm ấy. Nó có. Không ngờ dùng bằng cây mía chọc con Tuấn đấy nha. Đúng đây. Bỏ đây để tôi quay con bông phuộc. Đây, phi đây mọi người. Phi này to nha, ô cha mẹ ô này. Con nào nó to đúng luôn. Đây. Ô chỗ này nhiều đấy mọi người ạ. Đây. Ô cha. Cá này toàn phi châu thôi. Đây mọi người này, nhìn thấy con bông thua không? Đây này, đây con sâm biến này, hút luôn con này bạn ơi. Đấy, con bông thua to lắm. Bông thua dùng luôn ống hút nha, bơm luôn. Ừ, chà nó to. À. Đó. Tôi. Ô chà. Đó. Thế đứt lắm. Đứt là cái đấy. Đó, đứt mắt đỏ mọi người ô. Được nhưng mà đứt mắt đỏ. To lắm. Ú chà ơi, con cụ này. Trời ơi, bông thua, cá bông thua luôn. Đấy
không? Hả? À đây. Vợ mẹ à. Trên này phi to đấy không ạ? Vợ. Nào. Nào. À đấy. Hôm nay nó trên đây vừa có ngao và có phi, phi cũng to đấy mọi người. Nhận là phi này to. Con nó to đấy. Thấy lỗ phủ ngao. Ngao à? Ở đây hay có ngao nhà đấy, ngao nữa này. Và bờ đợt này ngao to đấy mọi người. Cả ngao cà phê bắt hết. Này là có cá ngao cà phi. Ngao rồi này, hôm nay nó áp vào bờ ngao nữa này. Ngao à? Ngao. Ok. Ngao nữa bãi trên này nhiều lắm mọi người. Cầm ngao nữa thôi. Vừa 3-4 tháng này rồi. Ở đây có một bông thủa to nữa mọi người này. Đây này, ngay đây luôn. Nó đến chỗ này đấy, cái này khổ cho tôi đấy, nó quay sát không? Đúng rồi này. Quay video trực tiếp cho mọi người, thực tế cho mọi người thấy. Có bông thủa to này, nó nằm dưới mặt cắt này, đấy. Thì nó trồi ra này. Thấy không? Đây, đấy, giời, to lắm. Đấy, một thủa đấy. Đấy, kia một con nó gấu, từ đường sau đấy cho một con nó gấu. Cắm mẹ ống. Ôi trời. Mình biết cái gì vậy? Không có đâu. Ở đây là đứt mẹ rồi. Như là nó vẫn không thể xuống được. Đây. Sạn không. Đứt rồi. Ô trời. Tổ áp. Tổ trên đây to nhỉ. Đây một con này đây này. Bông thua đấy to thật. Kia một cái ngao đang nổi lên kìa. Đúng rồi nhỉ. Ngao vừa đây này. Này khu vực này nhiều bông thua lắm mọi người. Nhưng mà đây đang nhỏ không bắn. Trễ này thì nó không có mấy ẻ bằng hồn. Tắt luôn. Trời luôn. Tay không luôn, nhổ. Bông thua này thì bắt bằng tay là nhổ là nó hay bị đứt vì cái râu của nó dài đấy mọi người. Nó thụt xuống dưới á. Rất là khó bắt. Sò. Đấy, mịn nước cạn, đấy, bắt, bắt qua đẳng, bắt, đây một con bông thua. Đấy. Bông thua đâu, bông thua ăn đi. Ai cho vô đi đào, mày dùng rút đây mày. Thua mà khó đào lắm. Đâu, ô trại là cầm điện thoại đi. Nó điện thoại đó, đúng không? Đây. Nó tay cầm hờ, tay hờ như tao. Nó đi điện sâu. Nó sâu được. Làm túi ngào. Ngào nữa, đại ca làm túi phao nữa. Đấy, ú, lao. Vô. Đấy, 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 lao. Ú, trời. Mô. Không, tôi nói, không nhỏ lắm. Lao đã rồi đấy, làm xô ngao nó phun nước ác lắm
Nó phụt nước nhiều không ạ? Nhìn cách phụt nước đấy mọi người. Đây, lao vô. Đây này, đúng rồi, sai mất rồi. Ừ, đây nữa này, hai con này, hai tay hai con này. Úi trời. Chiếm đi bằng. Đấy, ố con phi luôn. Cái này ngồi bắt cả cấp. Đây, lào. Không nhìn kém nhỉ? Có thun. Bên đây toàn ngao to nhỉ? Ô, chà mẹ, ô. Điên. Màu đèn hết đầu rồi. Khót. Đang kêu đồng đội. Đấy, trời, đây. Tinh mắt nha. Đấy, trời ô. Đây. Đây, ngay chân tôi. Ý là thấy. Mày mãi nhìn. Mình mãi thấy này con. Chộp luôn chứ giờ này còn ngăn như. Mấy anh em đang ngồi trình nhau, nó phụt nước đấy mọi người. Bây giờ là bắt bằng cái ống nó không ăn thua nó rồi. Bây giờ là phải nhìn bằng cách nó phụt nước thôi. Đây, ống này. Đây. Ok, đây. Qua đà. Lao luôn đúng chỗ luôn, nhìn đúng chỗ. Đấy. Ta phải nhìn chuẩn vào cái chỗ đấy, chứ đừng có nhìn cái chỗ khác. Lại ta cứ chăm mắt vào chỗ đấy thôi. Chúng ta là ông nhìn không à, có ông không tia được vị trí một chỗ đúng không? Kể cả dưới nước tôi lấy cũng bình thường nhưng mà đây này, ngay đây này, nước nó đang lên dần thôi nhỉ? Tắm về chứ? 8 giờ hơn rồi, 8 gần 8 rưỡi rồi. Đấy, ngày mép chân luôn. À con chỗ à? Có. Ờ thấy, ờ ừ, cả đôi. Rồi. Rồi. Đổ nước đi ông ạ. Cái bắt rất chi chuyên nghiệp đấy, là tinh mắt luôn, cực kỳ tinh mắt luôn, phát một là thấy thôi. Cái bắt rất chuyên nghiệp đây rồi. Đấy, bắt rất chuyên nghiệp, rất chuyên nghiệp nhá. Đấy, lao vồ giống như thật luôn. Tại là cái con phi này nó phụt nước lên, con ngao này nó phụt nước lên đấy mọi người. Là mình phải ngồi như này nhìn để ý sát mặt nước một tí để thấy nó chỉ phụt lên trên mặt nước, cách mặt nước có khoảng độ tầm 1 phân đến 2 phân thôi là cái nước phụt của nó lên nhá.
nên là mình đôi khi khó lấy với trời nắng này nó loáng này, rất khó phát hiện nha mọi người. Cho nên là anh em phải nhìn từ cực tinh, nói chung là trong nghề cơ thì bắt với dễ được, còn nếu như mà không biết thì hầu như là khó bắt đấy. Để mà không biết thì không tinh mắt thì bắt được một con là hơi khó đấy. Mọi người đây, sản phẩm của các anh chàng bắt giỏi nhất ở khu vực này là đang đây. Hai cái phi nó có đùng vật vã luôn. Này nước đẹp cho nên là khu vực này rất là nhiều ngao và phi, bà con lao ở đấy thì bắt đông như lao như chả luôn. Đây Trần Hùng đã phát hiện một con. Anh Trần Hùng đã phát hiện một con, anh Trần Hùng ơi. Đấy. Bà cô tí nó lao luôn, lao ấy đây đúng rồi. Đấy, đây lấy luôn rồi rồi. Đây luôn. Đây. Trộm theo kiểu bốn chân. Ta thấy con ngào vô. Người dân thì bắt đông lắm mọi người. Này. Trải dài bãi bên này là không có khách du lịch nha mọi người, cho nên là đa phần là người dân thôi, trên kia người ta bắt rất đông luôn. Còn ngao to thật, ngao đợt này to lắm mọi người ạ. Ngao đợt này là cực kỳ to luôn. Ngao này thì đúng không? Ngao con mà nó phụt chứ thật. Đấy, 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 lao. Đây. À, sao? Hai con ở đây đây. Cua về nữa, đây. À. Hai con chỗ luôn. Hai con chỗ à? Hai con phi đấy. Rồi nhỏ. Nó nhỏ nhỉ. Đây nè. Phi nó phụt, đây phi to lắm. Phi này to đấy không ạ? Đây bãi này dày ngao dày phi trên là lên đá lắm đấy, liên tục sẵn à. Người thì bắt đông lắm mọi người. Ý là không phải, đây là phi, nên là nó phun nước là nó sâu. Phi là nằm sâu mình có bắt, ngao thì nó còn cạn được.
Nhọc quá mà. Đây đây luôn, mà chỗ ngồi luôn. Đấy. Mình thấy con cho ông đấy phát luôn, ông có tính mắt à? Ông tính lắm. Bắt liên tục, bắt rất nhanh mắt luôn. Lúc lấy là cái gì chạy xuống dưới. Biết không thua. Tỉnh mắt lắm. Cái ca này. Ca này. Ca này lao như chả bắt ác. Ôi giời. Tỉnh mắt, bắt cái con này là phải tỉnh mắt. Đấy. Đấy. Không còn đây phi à, đấy phi trên đây to lắm chứ, rồi lang thang bà biển bà con đang bắt, đấy ngao sò phi vừa ngao, mọi người bắt một kiểu nhưng mà đa phần 90% là mọi người đều ngồi xuống nhìn cái con phi nó phụt lên đấy mọi người. Bắt này phải tinh mắt rồi đúng không? Đây. Bệnh nghề nghiệp quen rồi. Đây bắt ngoái liền. Có nghe chắn được đâu. Ngoái ngay. Bệnh nghề nghiệp quen mẹ rồi đấy. Lào ấy rồi. Không phi chắc phi nó sâu để ca Trần Hùng mua mía về đi thọc đi bắt bắt phi mà ăn luôn rồi gần đấy lao út cho chúng tôi lao đấy cái gậy để thọc dụng cụ để thọc bây giờ là dùng để ăn luôn đấy mọi người đấy ngao này u rồi được rồi tỉnh mắt đấy mời đẹp bé khúc bạn này cũng khá là đấy, Trần Hùng cũng làm cho một xô đây mọi người này. À, Trần Hùng làm xô này. Anh dấu rào xuống dưới em coi. Đại ca bọc mía luôn. Mía đi thọc gậy bây giờ là ăn luôn. Vừa bắt vừa ăn cái cảnh người dân biển cực kỳ là vất vả đó. Vừa đấy vừa làm vừa ăn luôn á. Ta quá ông ơi, chứ mặt không vẻ luôn. Chứ mặt không vẻ luôn.